Đây là mình đang che cái tạch biến này và mình đã mất thời gian tầm độ hơn 1 tiếng đồng hồ để mic từ người này cái che mực ra. Khi quay đâu thì em quay vào đấy. Mình mất hơn 1 tiếng đồng hồ để quay để mic ra cái chất mực để mà che cái màu da bạch biến này. Về che màu da bạch biến như này thì các bạn có thể dùng để che sẹo này, che vết bỏng này, che các cái sắc tố da bị lận, nó bị trắng bợt đấy. Về cơ bản thì cái che sắc tố da này và che sẹo thứ này thì quan trọng nhất là vẫn ở phần mích mực để tạo ra cái chất mực này. Thì là quan trọng nhất. Còn xăm này thì chỉ cần là kỹ thuật như là xăm bình thường, các kỹ thuật nó đạt tiêu chuẩn là ok. Có những sắc tố da lạ mình đã mất cả tiếng đồng hồ, thậm chí là mất tầm độ hơn tiếng, tiếng rưỡi 2 tiếng. Nói chung là thời gian này mix ra chất mực này nó tương đối là tốn thời gian. Có những người mà không có kiến thức về mực thì có khi mix cả ngày trả ra. Ngay sau khi mình xăm xong thì nó sẽ có các vùng da nó sẽ tấy đỏ lên, thì các bạn nhìn nó sẽ nó hơi khác thường một chút. Về cơ bản là xăm xong rồi sẽ bị tấy đỏ ra, sau khi bong có thứ gì nó sẽ đỡ hơn tương đối nhiều, không có gì là 100% cả.